Cô gái tóc vàng này bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, nhưng cô vẫn còn một tia hy vọng về cuộc sống. Hiện tại cô là chỗ dựa duy nhất cho em trai của mình, cho nên cô không thể dễ dàng buông bỏ được. Loanne vốn là có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có người mẹ xinh đẹp hào phóng học thức đa tài, bố thì là thợ làm kiếm nổi danh đế quốc, vốn tưởng rằng sẽ mãi sống hạnh phúc, nhưng tai ương cứ liên tục ập tới. Mẹ cô ra đi vào ngày sinh ra em trai, không qua bao lâu, bố cũng xảy ra chuyện mà ra đi theo mẹ. Từ ngày đó, Loanne chưa thành niên đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Em trai thành người thân duy nhất của cô, vì để duy trì cuộc sống, cô chỉ có thể dựa vào danh tiếng của bố để bán kiếm. Từ đó che giấu chuyện bố đã mất đi, dựa vào kỹ thuật rèn kiếm cao siêu, tạo ra được rất nhiều thanh kiếm nổi danh, nhưng mà cảnh đẹp không dài, cũng tại vì kỹ thuật làm kiếm quá nổi tiếng, gia đình lại lần nữa gặp nạn. Đại hoàng tử ác độc Rhysys của đế quốc, hắn có rất nhiều lý do để giết người khác, tâm trạng không tốt hay là người ta không thỉnh an với hắn. Chút chuyện nhỏ nhặt đó mà hắn có thể ra tay giết người. Đơn giản mà nói chính là một tên điên. Hôm ấy hắn theo lời đồn đến tiệm vũ khí của Loanne. Hắn rút ra bảo kiếm, muốn quyết đấu với danh kiếm của nhà Loanne. Loanne tỏ ra bất lực, bảo kiếm của đại hoàng tử vốn là kiếm hàng hiếm từ nước ngoài. Kiếm cô làm ra sao có thể so sánh được, xem ra chỉ có thể hy sinh một thanh kiếm thôi. Nhưng vào khoảnh khắc đại hoàng tử giơ kiếm chém xuống, lời đồn vậy mà trở thành thật, thanh kiếm mà đại hoàng tử tự hào lại bị đứt đoạn, mà bảo kiếm của Loanne lại hoàn toàn không có vết xước nào. Cảnh này khiến Loanne vô cùng kinh ngạc, đối với cô đây không phải chuyện tốt, đại hoàng tử tàn nhẫn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Đại hoàng tử hoảng hốt run rẩy, nói rằng đây chắc chắn là dùng tà thuật, nếu không bảo kiếm của hắn chắc chắn không thể đứt được. Sau đó hắn lấy cớ Loanne lừa bịp hắn, để tống hai chị em cô vào ngục, còn mệnh lệnh thuộc hạ tìm bố cô về quy án. Hai chị em cô đã bị nhốt một thời gian, hầu như ngày nào cũng tỉnh dậy vì đói, mà đồ ăn của họ chỉ có nước canh đạm bạc, vì để đảm bảo dinh dưỡng cho em trai, mà mỗi ngày trước khi em trai tỉnh lại, cô đều đem đậu phụ ở bát mình bỏ vào đĩa em trai. Mình thì chỉ uống bát canh nhạt nhẽo, nhưng mà Louis hiểu chuyện đều biết hết, cậu hiểu tại sao bát của chị lại trống rỗng như vậy, mà cậu chỉ có thể sống tốt mới có thể báo đáp chị mình. Đột nhiên bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, xem ra lại có khách không mời mà đến rồi, lần đánh lần này không biết Loanne còn chịu được không. Công chúa tóc vàng này mỗi ngày đều bị đánh 18 lần. Từng cô sớm đã bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Nhưng kẻ thù ác vẫn không định buông tha cho cô. Hắn đem cành cây dính toàn thủy tinh đi đến, ý đồ muốn Loanne nói ra tung tích của bố mình. Nhưng sự thực là bố cô sớm đã qua đời. Nhưng cô không thể nói ra sự thật, chỉ có thể nói mình không biết. Thấy không có được bất kỳ thông tin gì từ cô, đại hoàng tử chuẩn bị lần nữa bạo hành cô. Hắn cấm cành cây toàn thủy tinh lên nói, hôm nay cũng chỉ có mình ngươi chịu trận sao? Lần này phải chịu 18 đòn đó. Loanne cắn chặt răng, run rẩy xoay lưng qua nói, chỉ đánh một mình tôi thôi. Mặc dù cô đã bị đánh đến thương tích đầy mình, nhưng cô không muốn em trai chịu một tí tổn thương nào. Em trai Louis nhìn thấy vội vàng chạy qua, dùng cơ thể nhỏ bé chắn trước mặt chị, hôm nay đánh tôi đi, đừng đánh chị tôi nữa. Mặc dù Loanne không ngừng bảo em trai rời đi, nhưng Louis không hề có ý định rút lui. Đại hoàng tử cười lạnh lùng nói, đúng là cảm động trời xanh mà, theo mệnh lệnh thuộc hạ đến mở cửa, xem ra lần này muốn đánh cả hai chị em rồi. Louis bị dọa đến run rẩy lẩy bẩy, Loanne cũng nhắm tịt mắt lại, thầm mặc niệm cửa đừng mở ra. Nhưng chuyện thần kỳ đột nhiên xảy ra, dường như có lực lượng thần bí nào ngăn cho chìa khóa mở cửa, khóa không thể mở nổi. Đại hoàng tử mất hết kiên nhẫn, chát một tiếng đánh về phía hộ vệ lập tức mất đi một con mắt. Tên dã man này ngay cả người dưới trướng cũng không bỏ qua, hắn mệnh lệnh hộ vệ mở được của trước khi hắn quay lại, nếu không thì sẽ tiêu đời. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hai chị em tạm thời tránh được một kiếp. Loanne nói, Louis lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu chị không chịu được nữa nhất định sẽ nói ra. Nhìn thấy lưng chị gái bị đánh đến mức này, Louis thương xót đến mức òa khóc. Loanne chỉ có thể an ủi nói mình không sao. Vào lúc này, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, hai hộ vệ vác một người đàn ông đi tới, sau đó thô lỗ hất anh ta xuống đất. Trông cũng tầm tuổi Loanne, nhìn cách ăn mặc có thể đoán ra đây là một quý tộc. Loanne vô cùng hoài nghi, bởi vì chưa từng gặp qua người này ở nơi này, trông không giống như người xấu. Rốt cuộc là phạm tội gì mà bị nhốt vào đây? Cô gái tóc vàng này vì để bảo vệ em trai mà bị đánh hàng trăm lần, sau lưng sớm đã máu thịt mơ hồ. Lúc này cô đang nhìn về phía thanh niên ở ngục bên cạnh. Anh trông sáng sủa đẹp trai, nhìn dáng vẻ thì hình như là quý tộc, có lẽ mình có thể liên kết với anh để vượt ngục. Loanne thử gọi một tiếng, này anh vẫn ổn chứ? Thanh niên từ từ tỉnh lại, nhìn nhà tù xa lạ, anh mới ý thức được mình bị hộ vệ phản bội rồi. Trước ngực còn hơi hơi đau, dáng vẻ này hiển nhiên đã trúng kịch độc, nếu trong 3 ngày không thể giải độc thì anh sẽ tiêu đời. Anh quay đầu nhìn thấy hai chị em bên cạnh, Loanne kinh ngạc hỏi, ngươi không phải người Aiden bản địa sao? Sao lại vào trong ngục này? Anh nói rằng mình đang bị trói, nhưng sao cô biết tôi không phải người Aiden bản địa? Loanne nói rằng dân cư ở đây rất ít, không đến 100 hộ dân,
cũng chỉ có 6 người bằng tuổi với cô thôi. Biết được anh bị hộ vệ của mình phản bội, Iloane hơi hơi kích động, nắm chặt tay nói nếu tìm được kẻ phản bội đó, thì anh nhất định phải chặt gãy chân hắn. Thanh niên hơi mỉm cười, nghĩ cô gái này cũng khá thú vị đấy, xem ra là một người có thể kết bạn. Sau đó liền giới thiệu tên của mình, hai chị em cũng lễ phép giới thiệu. Sau khi nghe được họ của cô là Vita, Kazer lập tức nghĩ tới hai thanh bảo kiếm nổi danh thế giới. Đây chính là từ tay gia chủ của nhà Vita, nhưng thực ra hai thanh kiếm đều là do Iloane tạo ra, nhưng mà chỉ có thể mượn danh của bố mình. Khi nói đến chuyện chính, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, cảm giác này vô cùng bất an. Mấy tên họ vệ vác cưa đi vào chuẩn bị phá cửa. Luis lập tức sợ hãi khóc nấc lên, Iloane không biết mình còn có thể chịu 18 đòn không. Nhưng dù có thế nào, cô cũng không muốn em trai bị đánh, đương nhiên cô vô cùng hy vọng họ đừng mở được cửa. Vậy là cô sẽ không bị đánh nữa, Iloane âm thầm cầu nguyện. Lúc này một ánh sáng màu tím bao lấy hai chị em cô. Sau một hồi, thanh sắt trong tù đã bị ma pháp làm cho uốn éo. Hai tên hộ vệ bị túm chặt lấy, nhìn tình cảnh trước mặt, Iloane vô cùng hoang mang, Kazer thì không thể tin nổi. Nhân lúc hỗn loạn, ba người cùng nhau chạy ra khỏi ngục. Kazer một tay kéo lấy Iloane, nghi ngờ hỏi cô là ai, tại sao lại biết thuật luyện kim? Nhưng cô hoàn toàn không biết thuật luyện kim là gì. Nhưng thuật luyện kim chỉ có gia tộc Spurs, với tài năng thiên bẩm, mới có thể có được. Iloane còn tưởng người làm ra chuyện vừa rồi là Kazer, còn cảm ơn anh đã cứu mình và em trai. Chỉ có Kazer biết rằng, năng lực đó không phải là từ anh. Lẽ nào họ thực sự có liên quan đến gia tộc Spurs? Sau khi khống chế được người canh cửa, cô và Kazer đưa theo em trai chạy ra. Kazer nhìn tấm lưng của Iloane, đó là những vết thương vô cùng ghê rợn, không khỏi chấn động một hồi. Anh đưa tay muốn chạm vào, dường như thấy không ổn. Thế là anh đón lấy Luis từ lòng cô, để tôi ôm em trai cho. Cô biết đường thì dẫn đường đi, nếu cô ngất xỉu thì phiền lắm. Iloane vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của Kazer, mà Luis cũng vô cùng nghe lời, im lặng ngồi trong lòng Kazer. Dưới sự chỉ dẫn của Iloane, bọn họ xuyên qua tầng bậc thang, đến một cánh cửa. Lần vượt ngục này dường như rất thuận lợi, hộ vệ thường ngày không biết đâu hết rồi, nhưng cánh cửa trước mắt làm sao mới mở được đây. Kazer đến gần đẩy cửa một cái, không ngờ cánh cửa lại dễ dàng mở được. Iloane vui vẻ nói, anh quả nhiên là ma pháp sư đúng không? Cô cũng mặc kệ Kazer có thừa nhận hay không, đã đáp ứng giữ bí mật hộ anh, khiến cho Kazer vô cùng cạn lời. Sau khi ra khỏi, họ đi về phía trước, cuối cùng tìm thấy lỗ chui cho cún. Sau đó mấy người không nghĩ nhiều mà chui qua luôn, cũng coi như là tạm thời an toàn. Trước khi rời khỏi đây, Iloane còn muốn quay về nhà một lần. Kazer nhìn hai chị em đáng thương này, cũng không nhẫn tâm để bọn họ tự đi. Mặc dù thân đã trúng độc, nhưng tạm thời đi cùng bọn họ cũng không vấn đề gì. Iloane về nhà đeo lên vòng cổ mà mẹ để lại, còn đưa một thanh bảo kiếm cho Kazer, đem chút tiền vàng đeo lên cổ của em trai. Mặc dù không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã có tính toán cho riêng mình. Bọn họ không dám chậm trễ mà mau chóng rời đi. Lúc này đột nhiên từ trong rừng truyền đến tiếng động lạo xạo. Bọn họ trốn trong đống cỏ nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Một người cầm chiếc rìu nhìn về phía họ, bọn họ bị phát hiện rồi. Kazer run rẩy nắm chặt bảo kiếm, xem ra phải đai chiến một trận. Người đối diện đột nhiên gọi tên Iloane, hóa ra là chú Sam. Iloane vui vẻ khi nghe chú Sam hỏi đến việc cô ở trong ngục. Iloane cầu xin chú Sam thay cô giữ bí mật. Chú Sam nói mình coi như không biết gì cả và bảo cô mau rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của chú Sam, Kazer vẫn còn lo lắng, không biết chú có bán đứng họ giống như hộ vệ của mình không. Bọn họ chính là tội phạm bỏ trốn đó, Iloane nói. Mỗi lần có khó khăn, bố mẹ cô đều phân phát lương thực cho mọi người, cho nên ở đây chưa từng có người chết đói. Tôi tin rằng họ nhất định sẽ không phản bội mình. Nói xong bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Vừa chạy chưa được bao lâu, Iloane đã cảm thấy lưng mình đau đớn kịch liệt, giống như bị lửa đốt, đau đớn đến mức cô không chịu nổi, ngay cả tầm nhìn của bản thân cũng trở nên mơ hồ. Iloane quay đầu, phát hiện khu rừng sau lưng đang cháy dữ dội, ngọn lửa không ngừng lao về phía này. Cô vội vàng hét lên, Kazer mau chạy đi. Thấy xung quanh đều là lửa không còn đường thoát, bọn họ quyết định tới vương quốc Noe, phụ cận chính là dòng sông, đi tới đi. Mà lúc này Kazer lại nghĩ, nếu vì đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh mà phóng hỏa, vậy không chừng vẫn còn đội ngũ đang truy đuổi họ. Khi đang nghĩ thì đột nhiên có tiếng vó ngựa lao đến,